Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công điện số 174 ngày 1 tháng 2 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra trong hoạt động lễ hội du lịch và kế hoạch số 15 ngày 1 tháng 2 năm 2020 về việc triển khai hoạt động đáp ứng với bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và sau đây chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn công điện của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nội dung công điện nêu rõ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các sở ngành đoàn thể tỉnh có liên quan khẩn trương chỉ đạo thực hiện nghiêm các nhiệm vụ sau đây. Đối với hoạt động lễ hội, di tích, tạm dừng tổ chức các lễ hội chưa khai mạc, trường hợp đặc biệt phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến thủ tướng chính phủ đối với các lễ hội đã tổ chức khai mạc phải giảm quy mô thời gian tổ chức lễ hội giảm các hoạt động trong lễ hội hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người tham gia bảo đảm các điều kiện về phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của bộ y tế yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động tại lễ hội di tích đẩy mạnh công tác tuyên truyền yêu cầu người dân hạn chế tham gia hoạt động du xuân lễ hội, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra tại các hoạt động lễ hội di tích. Đối với hoạt động du lịch, yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành quốc tế tạm ngừng các hoạt động lữ hành tới tỉnh thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào địa phương. Đối với khách du lịch Trung Quốc đang thực hiện chương trình du lịch tại Việt Nam, đặc biệt là tại Hương Yên phải thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ, lịch trình, sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển. Các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú và kinh doanh dịch vụ du lịch chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh liên quan đến khách du lịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách và người lao động. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế, địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình hướng dẫn của ngành y tế. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch ký thay chủ tịch phó chủ tịch nguyễn duy hưng